và anh em lại quay trở lại với kênh Hoàng Long Âm Thanh Số. Và chủ đề của video ngày hôm nay thì bọn em sẽ làm một cái video ngắn để chia sẻ với các bác, cũng như là cái sự so sánh giữa ba cái đầu giải mã đang bán chạy nhất hiện nay trên thị trường, đó là DAC DAC X3, DAC X6 và DAC X7. Và ba cái phiên bản này có sự khác biệt nhau như nào về chất âm, thì sau đây xin mời các bác và anh em hãy cùng trải nghiệm. Đầu tiên là cái chiếc DAC X3 trước đã nhé. Em đang cho cái nhạc này chạy qua X3 trước, sau đó em sẽ chuyển lần lượt sang các cái DAC tiếp theo. Và các bác và anh em có thể đeo tai nghe vào để trải nghiệm cái chất âm thực tế nhé. Vâng, tiếp sau đây em sẽ dừng video nữa, dừng nhạc lại để chuyển sang cái con X6 nhá. Rồi, xin mời các bác. Rồi tiếp theo em sẽ chuyển sang con X7 nha. Các bác bình tĩnh đợi chút nha. Rồi xin mời các bác.
Vâng ạ, như vậy là vừa rồi các bác và anh em đang trải nghiệm, đã trải nghiệm chất âm của cả ba con giải mã. Đầu tiên con X3, con X6 và cuối cùng là con X7. Và ở video này thì chúng em sẽ mang tính chất chia sẻ cũng như hướng dẫn cho các bác cái cách để chúng ta lựa chọn một cái đầu giải mã cho nó phù hợp với nhu cầu trong gia đình. Và đầu tiên, theo cái cảm nhận với cái tư cách là một người trải nghiệm thực tế tại nơi đây, các bác và anh em đang theo dõi video thì chưa cảm nhận được cái sự thay đổi rõ rệt thì các bác có thể đeo tai nghe vào tua lại đoạn video này để chúng ta thấy rõ cái sự thay đổi nhá. Và theo cái cảm nhận cá nhân của em thì đầu tiên với cái con DAT X3 này, DAT X3 là cái phiên bản như em đã giới thiệu ngay ở đầu, đó là phiên bản đầu tiên để cho người mới chơi audio, và nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với những cái chiếc chuyển đổi quang thông thường chúng ta đang dùng trong gia đình. Thì cái đầu giải mã này nó sẽ cho cái âm thanh ra trung thực, đầy đặn và nó không bị nhỏ, không bị bóp méo giống như cái đầu chuyển quang thông thường các bác đang dùng ở trong gia đình. Như các bác biết, trong gia đình dùng qua cái bộ chuyển quang nó sẽ rất là nhỏ, tiếng rất là nhỏ và đánh nó không được căng. Thì qua cái đầu giải mã này, tiếng rất căng, tròn trịa, đầy đặn và thay thế hoàn toàn cho những cái đầu chuyển đổi quang thông thường. Kết hợp với đó là cái công nghệ giải mã sẽ cho tín hiệu âm thanh trung thực, sống động và chi tiết hơn. Tiếp theo là cái phiên bản X6 cao cấp hơn phiên bản X3. Với cái phiên bản X6 thì nó cải tiến lên rất là nhiều thứ. Thứ nhất là có cái công tắc này, và thứ hai là có cái chuyển đổi tín hiệu đầu vào này. Đó. Và cổng phía sau kết nối đây, nó sẽ đưa từng tín hiệu ra, chúng ta có thể lấy tín hiệu ra từ hoa sen, đưa ra cả âm ly, đưa ra nâng tiếng, đưa vào vang. Đó, và cái kích thước của con này thì nó cũng to hơn, công nghệ nó cũng cao cấp hơn. Và cái âm sắc xử lý của cái con X6 này nó sẽ hay hơn con X3 kia. Nó hay hơn cái âm sắc, các bác phải để ý cái tiếng đánh, tiếng nhạc đấy. Mặc dù em mở cùng một bản nhạc, nhưng qua con X6 thì các cái giải nó được đầy đặn hơn, phải bát đánh sâu hơn, rồi chép lên cao hơn và nó chi tiết hơn. Và đương nhiên cái con X6 này nó đắt hơn con X3 này. Con X3 thì 1.150.000 và con X6 này là 1.750.000 ở cái thời điểm hiện tại. Thì nó chênh nhau khoảng tầm 600.000. Tùy theo các bác, nếu mà các bác có nhu cầu, có điều kiện có thể nâng lên một chút, thêm vài trăm nghìn lấy con X6 này thì sẽ cho chất lượng âm thanh hay hơn. Và bác nào mà không có nhu cầu về chơi âm thanh, không cần thiết phải nó quá cầu kỳ, thì các bác lấy con X3 này thôi là đã đủ cho nhu cầu trong gia đình rồi. Và tiếp theo, một cái phiên bản cao cấp nữa, phiên bản X7 này, dành cho người chơi cao cấp, anh em chơi sâu về audio và những người mà có điều kiện kinh tế một chút thì các bác lên đầu X7. Đến đời X7 này thì nó dòng chuyên nghiệp rồi. Nhưng các bác biết là cái chất âm sau khi đã xử lý qua con X7 ấy, chất âm nó hay hơn hẳn, hay hơn, vượt trội hẳn X6 và vượt trội hơn hẳn X3. Cái âm sắc, những cái tiếng bát, tiếng chép nó nảy lên rất là rõ ràng, tách bạch hơn, chi tiết hơn, sạch sẽ hơn. Bên cạnh đó, ngoài cái giải mã là nó còn có cái chức năng, nó còn chức năng lọc bỏ những tạp âm nữa. Gần như qua cái âm sắc đi qua cái con giải mã này nó trong veo, giống như nước đã được lọc về tinh khiết đấy. Hiện tại em đang chơi qua con X7 này. X7 này thì nó hiện đại hơn, cao cấp hơn và đương nhiên là nó cũng đắt hơn. Ở cái con X7 này có tính năng chỉnh to nhỏ luôn ở phía trước đây. Tính năng chỉnh to nhỏ này thì nó sẽ đồng thời tác động cho tất cả ba đường, một là đường phone bên này, đường phone bên này và cái đường hoa sen ra phía sau đây, nó đều tác động lên cả ba đường đấy. Nó rất là tiện lợi cho các bác và anh em sử dụng trong gia đình, không giống như dòng X7, xin lỗi các bác, không giống dòng X6 và đời X3 thì nó chỉ có tác dụng ở cái cổng tai nghe này thôi. X7 nó có tác dụng tất cả ba đường và cái thiết kế nó được thu gọn đi rất là nhiều. Khi các bác ấn đây nó sẽ chuyển đổi các cái cổng qua lại mà không cần phải gạt như cái dòng này. Và cuối cùng thì tổng kết lại thì như các bác thấy là trên video này thì tiền nào nó vải ấy, rẻ thì đi với X3,
trung bình thì đi với X6 và cao cấp thì đi với X7. X7 thì giá 3,5 triệu, đắt nhất trong các dòng giải mã của FX Audio, nhưng đồng nghĩa cái chất âm nó sẽ là hay nhất. Về cách lựa chọn thì trong gia đình chúng ta, nếu mà để thay thế những cổng quang thông thường, cổng chuyển đổi quang thông thường, các bác nên sử dụng những đầu X3 này để cho âm thanh nó được hay hơn, sống động hơn và nó không bị nhỏ tiếng, không bị méo tiếng như các dòng chuyển đổi quang thông thường. Và với những em nào chơi trong gia đình bình thường để hát karaoke, nghe nhạc trong gia đình thì chúng ta có thể lựa chọn con X6 này là hợp lý nhất. Chúng ta chỉ kiếm thêm 500-600 nghìn nữa thôi là đã mua được con X6 này rồi. Và với những em không phải lo về vấn đề kinh tế, có điều kiện và chơi sâu, đam mê, cực kỳ đam mê, các bạn có thể chơi con X7 này, cực kỳ phù hợp với những anh em mà chơi sâu về âm thanh cũng như là có điều kiện về kinh tế một chút, các bác có thể chơi con X6, xin lỗi các bác, con X7 này. Vâng ạ, vì video đã dài rồi em xin phép dừng ở đây để chuẩn bị những cái đơn hàng tiếp theo. Thì một vài cái chia sẻ như vậy, mong các bác và anh em có thể rút ra cho mình những cái kinh nghiệm để lựa chọn cho mình và gia đình những cái đầu giải mã phù hợp. Và kính chúc các bác và anh em đạt được nhiều sức khỏe, niềm vui và gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng hát tiếng cười. Em xin chào và hẹn gặp lại nhé.